chưa? Mẹ nó bò tay con ăn chưa? Lúc nó mới ăn đó. Ôi con cá này to quá nè. Ờ cá nó cũng chung chung thôi. Bò lên luôn hả cô Tư? Ừ, trời, 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 trời. Trời, trời. Lên đây ăn luôn đi quỷ. Nè. Nè bắt cô lên đây ăn luôn nè. Chưa có khi nào mà con thấy mà cô có thể mà giỡn với lại đàn cá tra một cách mà thoải mái như vậy. Ngay cả cá mà mình nuôi ở trong cái bè, cái ao thì nó vẫn không có dạng giống như vậy. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có dịp xuống Tiền Giang để quay về một cái đàn cá tra mà trong thời gian gần đây rất là xôn xao ở trong một cái con kênh nhỏ như thế này, nơi có nhiều bến đò qua lại. Nhưng mà với ngôi nhà của cô ở đây thì có rất là nhiều đàn cá tra tự nhiên từ ngoài sông vào bầu bạn với cô. Thì sự thật như thế nào thì hôm nay Bùi Hồ tìm đến đây để quay cho cô bác quý anh chị xem. Vì Bùi Hồ là, vì cái điều này làm cho Bùi Hồ cũng khá là hứng thú khi gặp những cái đàn cá tự nhiên có thể ra vô được mà lại tập trung ở đây. Việc mà đàn cá tra mà tập trung như thế này ở An Giang thì cũng rất là nhiều, nhưng mà ở Đồng Tháp thì là, hoặc là ở Tiền Giang là một điều hiếm hoi. Cô, việc cô này thì đưa lò sang sông, nhưng mà hiện nay thì lượng khách mà đến để mà tham quan cái đàn cá của cô rất là nhiều, nên mà việc đưa đò sang sông chỉ dành cho cháu của cô. Hôm nay Bùi Hồ mới đi qua đò này nè, hôm nay đi vô nhà của cô nè. Dạ cô ơi. À con chào cô. Dạ con nghe nói là nhà cô có một cái đàn cá tra tự nhiên mà nó cập vào bờ hả cô hả? Cập vào nhà cô. Dạ. Rồi tôi cho nó ăn nhỏ nhỏ bằng ngón tay thở như vậy. Có thời gian thì khoảng vài ngày cái nó cho cô nó cho ăn dưới nữa, nó trở lên đây. Ờ nó đi theo cô luôn hả? Trở đây rồi đó, chú cho ăn cái mấy cô cho. Ừ. Ở đây quá nhiều của cô mới lao động cho nó ăn. Ừ. Hồi đó cô đưa đò mà nhưng giờ cô bệnh hai lâu lưng á, mà cô không có sức khỏe. Dạ. Hình như là nghe nói là, con nghe nói là đàn cá này mình có thể thọt tay xuống bắt được hả? Cô bắt cho anh xem với được không? Được. Cái số lượng đàn cá mình là khoảng bao nhiêu con hay cô ha? Không biết nữa. Nó nhiều quá, ngày tôi cho nó ăn mười mấy ký, còn hoặc một bao cũng được. Dạ. Ôi. Ừ, đã quá. Cô bắt cho nó dễ dàng quá ha. Vì cá này người ta có thường xua lại đây người ta đánh bắt không cô? Có những người đánh bắt cá. Con giữ cho. Dạ. Con giữ nó, con không cho người ta bắt. Dạ. Ê, con bước đây gãy không ta? Nó yếu quá. Dạ. Yếu như để ta lên rồi. Để ngồi cái tên này. Dạ. Cô giữ hả? Cô giữ chứ. Con giữ nó thôi, con giữ nó hờ hờ vậy đó con. Dạ, ồ đã quá. Này nó dễ quá ha. Con đút ăn luôn hả? À. Thôi nhà con cá đi dạng ghê vậy? Dạng mà con muốn làm sao cũng được mà. Mày con thấy không? Còn nghiệp lắm. Trời ơi, nghiệp nó ghê luôn á. Nó ngoan lắm. À. Nó ngoan thiệt luôn á. Bên đây là mình gào là lý do là sợ xiệt cái bằng đêm. Sợ giữ bao la được, cũng như dạ. Cô giữ một tóc nào ở đây thôi, như là phà nó đậu đây, ép đây nè. Dạ. Rồi cô dòm ngót cũng như là cô ra chợt ra không thấy người rủ người ta thọt cái xiệt vô đó con. Dạ. Thọt cái xiệt vô là nó xiệt nó sẽ chết tội nghiệp nó. Vậy là nó gắn liền với cô được bao nhiêu năm rồi? Không, mới có 7-8 tháng này à. À, 7-8 tháng rồi ha. Ừ. Cái đàn cá này nó dạng quá, mà ở dưới này nhiều quá nè. Nhiều lắm, trời cá này nhiều lắm con, đó bự dữ lắm rồi. Con gờ nó con nè. Ê cô đi được lấy nè, cho nó ăn thêm. Dạ. Không biết thì sao, tại cá này thì nó dạng hơn những cái đàn cá mà ở An Giang mà mình từng quay ở những cái video clip trước đây. Ở, nó có một cái đốm trắng nè mọi người. Con cá này thì không có ngạnh ở hai bên. Rồi. Con cá này có nè. Ôi, lạ kỳ thiệt chứ. Nó biết mình thân thiện với nó nên tụi nó không có sợ. Dạ. Từ ngày có đàn cá giờ mình có làm ăn gì lên không cô? Thấy cô cũng không có, chưa thấy gì đây nè. Thấy
trong mình đâu, ngoài trong cơm nhà trong cửa bình an chứ không có gì. Dạ. À. Dạ, không sao. Nè con thọt tay vô đi. Thọt ba đẹp. Lúc nó mới ăn nha cô hả? Ăn. Ơi ơi. Dở nó lên. Tạo quá chưa đây. Đàn cá này đút mới ăn, nó cá cạp luôn cái tay mình luôn á. Trời ơi. Đàn bắt nó này cho nó ăn. Có khi nào để cái máy vậy cái nó cắn luôn cái máy đúng không? Okay, để dở lên. Đâu máy con ướt không sao. Đã ghê. Có một con cá đang vui ngoài kia luôn kìa. Cá giữ đàn đấy con. À, con cá trưởng nhóm hả? Ừ, đó là cái gọi là đá cá bà cậu đó, đó. Dạ, nó dữ ha. Ừ. Loài cá đó này nó không có mắt. Ừ. Dễ dở lắm. Dạ không sao, con sợ ướt cái mắt kính này mà quay nó mờ thôi chứ máy con bình thường. Thật ra thì khi mà mình ấy nó ăn luôn cái tay. Nó chạp luôn cái tay luôn á. Hình như là nó đói quá. À. Đi cá. Nhà nó đói quá tại vì đó cái bụng nó chồng bành á. Cái bụng nó đói tại nó ham ăn lắm. Chơi một ngày cái bao lần đó. Mỗi lần một ngày có 2 kg à. 3 kg. Nhạn ghê luôn á. Đây mà giờ mình để máy dưới nha. Thôi để máy đụng cá nó quậy quá. Khi nào mà con thấy mà cô có thể mà giỡn với lại đàn cá tra một cách mà thoải mái như vậy, ngay cả cá mà mình nuôi ở trong cái bè cái ao thì nó vẫn không có dạng giống như vậy. Cô là cô mấy cô? Cô Tư. Cô Tư. Ngày xưa giờ là cô không ăn cá luôn, cô ăn chay hay sao? Cô tới tháng ăn chay 2-3 ngày. À. Dạ. Cho con cho tụi nó ăn miếng thôi, tụi nó ghẻ tay con nhiều quá. Trời ơi ham ăn quá của mấy con quỷ heo. Bữa nay nó nhiều hơn mấy đứa hơn, bữa hổm quay lắm. Bữa hổm nhiều quá. Cho nó nhảy tưng tưng mà nó nhảy. À, nó sát mình con luôn rồi. Ôi có thể đụng nó bắt nó như một em bé luôn hả? À, con để tay đi, con để tay nè, để nè. Ngã xuống. Mẹ nó mò tay con ăn chay. Lúc nó mới ăn đó. Ôi con cá này to quá nè. Ờ cá nó cũng chung chung thôi. Ôi con cá này con, ướt mình con. Ướt mình con luôn rồi. Nè, mấy quỷ heo ăn đi. Ai nó táp con cái luôn rồi. Vui thiệt á. Cá này phải cưng lắm. Ê cưng này cô ơi. Chứ Long Xuyên nè. Cô con cá này nó không có ngạnh nè cô. Ừ, có kìa? Con này nó không có hai ngạnh luôn. Còn có con này có một ngạnh thôi. Ít lắm, cũng đa số cũng có mà. Bị cá này bị cá khổ mà. Khổ lại đây nó tìm nó sống. Nó không có nơi nương thân của nó hả? Ừ, chắc vậy cô đổ vậy. Cá này không hôi cô nha. Cá này tay mình cầm con cá tra lên thì nó hôi, nhưng mà loại cá này mình không hôi. Tụi cá làm cho mình ướt camera nhưng mà vui. Vui vì được chơi với nó nè. À, việc mà những cái đàn cá tập trung như thế này thì ở Đồng Tháp rất là hiếm hoi, nhưng mà ở An Giang thì số lượng rất là nhiều. Và đôi khi thì chúng có thể tập trung mà không săn bắt nó thì chúng có thể tập trung đến hàng 5-10 năm luôn. Trước đây thì có một video clip thì con quay ở An Giang. À, đó là của ông. Tụi nó tập trung 5-10 năm luôn và rất là lớn luôn. Ôi ôi trời, đã ghê luôn á. Bỏ vô đây nó bò lên cho con coi. Bò lên luôn hả cô Tư? Ừ, nó bò lên cho con. Trời trời trời. Trời trời. Lên đây ăn luôn đi quỷ. Nè. Nè bắt cô lên đây ăn luôn nè. Nó lên rồi. Dạ.
nè, lên đây ăn luôn đi. À, ăn ăn đi rồi đi xuống. Lên nổi mi á. Thiệt luôn á, chiều nay con lại đây nhìn thấy thoải mái ghê luôn á, cô Tư. Đã quá. Cô Tư thích con nào là cô Tư bắt con đó à? Nhưng mà khác với mọi người thì ra chợ thích con nào bắt con đó để ăn thịt. Còn cô Tư bắt dở lên để mà cho mọi người xem thôi. Cô Tư khi mà khách lại vậy nè, rồi như thế rồi cô Tư lại nhiều đoàn á, cô Tư có cảm thấy là bức rứt bực bội không? Không không, bởi vì mình từ thiện rồi mà bức rứt gì có. Mình từ thiện có nghĩa là mình mệt quá. Không, không sao, cũng như là mình từ thiện mình đừng nghĩ tới chuyện đó. Dạ. Một cái hồng nè, một cái hồng, một cái hồng á, cái màu hồng á cô à. Con mới thấy rồi. Rồi cái bắt đầu sao mà cô không cho mấy bữa sao lết lại đây. Lết đây cái cô thấy vậy, cô nói trời mình nuôi mình không ăn mà mình mua cái này chi mắc. Thôi để mình nấu cơm á, mua 6.500 ký, 7.000 ký đó. Dạ. Cho nó ăn. Mua chi mắc tiền. Giờ cô thấy nó tội nghiệp quá, cô cũng mừng được á. Với lại người ta cũng đem lại người ta từ thiện mình nó thôi. Tự nhiêu mình cho ăn nhiêu còn nhiêu mình. Dạ. Cả tỷ vậy đó, còn không có thì cũng là mời cô Tư cho ăn. Tới nơi chốn là nó hồi đó nó đằng kia kìa, đằng cái chỗ hai bản đỏ đó đó, bản đỏ gờ đó. Đó đó, đi đó hai chiếc phà cặp lại. Bây giờ nó di chuyển lại đây. Con cá này thô quá. Di chuyển lại cô mới cho ăn tới giờ 7 tháng rồi. Dạ. Nghe nói trước đây là cô Tư lái đò luôn hả? À, cô Tư lái đò đó. Cô Tư lái đò, hồi đó cô Tư lái đò, cô Tư lái con ngựa, dùm Tư lái con ngựa. Cũng như cô Tư lái nhà 4-5 tiếng hồ rồi tới ổng. Dạ. Cơm nước thì cô Tư mới lái. Dùm Tư làm gì? Tư cũng làm vòng vòng đây nè, rồi ổng cũng lớn tuổi như cô vậy nè. Trước đây mình có làm nghề sát sanh gì không cô Tư? Không, không có. Ồ, đã quá. Con sợ nó gớt xuống rồi cái ngạnh của nó đâm mấy con kia đau á. Trời ơi. Ừ, nặng quá cô Tư dễ lắm lên. Theo con thì nó thích mình thì thôi, mình để cho nó chơi bầu bạn nó luôn. Vậy đi. Chừng nào nó còn duyên thì ở, hết duyên thì nó đi. Chứ mình đâu có bắt giữ nó lại được. Bởi vì người Tư có đứa em cũng thấy đi chùa hoài à. Cái em nói mày sao cá lại nhà tao ở quá rồi, tao làm sao vậy? Nó nói chị nuôi nó đi, rồi chừng nào mà nó hết duyên với chị thì nó đi chứ gì. Con quơ quơ đây là con đụng số lượng rất là nhiều á. Không, nhiều lắm. Một ngày con cho ăn một bao luôn đó. Dạ. Không phải ít đâu. Vui lắm khi mà bắt được những cái con cá như thế này nè, cho mọi người xem nè. Ở dưới nước luôn á, mình quơ tay là đụng cá. Không hiểu sao những năm gần đây thì lượng cá mà tập trung nhiều. Chắc một phần là do mọi người phóng sanh nè. Với lại tụi nó cũng biết chỗ này lành. Lên đây đi con quỷ. Nè, dì Tư, con cá này nè, dì Tư. Một bên có ngạnh, một bên không có nè, dì Tư. Dạ. Với lại con thấy nó đếm cái đầu nó nè. Cái đầu nó có điểm trắng nè. Điểm trắng đó nè, cá rất nhiều đó, điểm trắng đó nè. Không dạ, mà cá tra của mình là không có nha. Đó, con thấy không? Dạ. Đó nè, con thấy điểm trắng đầu nhiều lắm. Nè, con thấy không? Nè. Con mắt nó đã tay ghê á. Ôi. Ở đây con tưởng nó là Tiền Giang chứ. Tắm luôn hả? Lội luôn. Lội chung với cá luôn. Lội chung với cá bao dây nó còn ẩm. Cái đàn cá này số lượng nó mặc dù là cái khuôn viên nó nhỏ nhưng mà cái số lượng cá rất là nhiều luôn chứ không phải là ít đâu. Mà chơi với tụi đàn cá này đã ghê. Nhìn lại một lần nữa rồi mình ra về nha. Con chào cô Tư, chúc cô Tư sức khỏe nha cô Tư nha. Con coi cái thằng